Help me. Help me. Nhảy xuống đây cô ơi. Cô ơi, nhảy xuống đây đừng trèo lên nữa. Cao quá rồi, ngã đây. Xuống đây nào. Ui dồi ôi. Xuống đây. Hey, what happened? Chết rồi, con cua của mình. Nó không biết trèo cây mà sao nó lại trèo cao như thế này. Nào xuống đây nào. Xuống đây cô ơi. Đừng trèo lên đấy nữa, cao quá. Tớ không với được tới đâu. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Ngã đây đừng trèo lên cô ơi. Nhím ơi, cậu làm gì thế? Có ai ở trên cây à? Cậu làm gì có nhìn thấy ai đâu? Không phải là ai cậu ơi, đây là ai? Đâu? Đây là con thú cưng của tớ mới nuôi đấy. Thú mà, cưng ấy? Đây là ai? Cậu nhìn thấy chưa, nó bám ở trên cây đây này. Ôi dồi ôi. Tớ cho nó ra đây học trèo cây. Thế nào nó không biết trèo, nhưng mà nó cứ càng bò lại lên cao quá. Tớ sợ nó ngã xuống sẽ chết mất con cua của tớ cậu ơi. Ui, cái con này nó trèo cao thế này, đến tớ cũng không với được. Làm sao mà cậu với được? Mà cái con này sao nó tinh nghịch vậy? Trèo tít lên cao thế này. Cua ơi, xuống đi. Cậu trèo cao thế là dễ bị ngã đấy. Hình như nó sợ độ cao hay sao ấy cậu ạ. What the hell? Tớ thấy chân nó đang run run kìa, nhớ đâu nó rơi xuống thì sao? Làm cách nào cậu nghĩ cách nào cứu nó đi cậu ơi? À, tớ nghĩ ra rồi, chúng mình phải gọi đội cứu hộ đến để họ trợ giúp cậu ơi. Nếu không tình hình như thế này thì tớ nghĩ cậu ấy có thể sẽ trèo tít lên trên ngọn cây đấy. Xe cứu hộ ơi, đến đây, ở đây cần có sự trợ giúp này. Ui, một cái xe màu xanh này. To chưa các cậu ơi? Đây là xe gì đấy? Xe nâng à? Xe ơi, con cua của mình nó ở tít trên cao rồi kìa. Cậu vươn cần lên, cậu giúp con cua của mình xuống đi. Cái xe nó đang vươn cái cần lên để cứu con cua của cậu rồi kìa. Cua ơi, có người đến cứu cô rồi kìa, bò vào cái giỏ đi. Xe cứu hộ đến rồi cậu ơi. Cứu được chưa cậu ơi? Cứu được rồi. Bạn cua của cậu đây này. Đây con cua của tớ đây rồi. Nó nằm yên ở trên cái giá đựng này luôn này. Yeah. Ui giời ơi, cái con cua này mới học trèo cây buổi đầu mà trèo cao thật đấy. Thôi bây giờ tớ phải cất nó vào đã, không nó lại bò đi linh tinh. May mà có cái xe nâng này đấy cậu ơi. Công nhận mấy cái này lợi hại thật đấy. Đấy, cậu thấy cái xe này có siêu không? Đây là cái xe nâng đấy. Cậu biết vì sao gọi là xe nâng không? Vì sao lại gọi nó là xe nâng? Bởi vì này, đằng sau của nó này có một cái thiết bị nâng này cậu ơi. Đây này, cái cần này nó có thể đưa ra đưa vào được. Đấy, kéo ra được để trong này nó sẽ chở người đưa tận lên trên cao như này đúng không cậu ơi? Đúng rồi. À, tớ biết rồi, hình như tớ nhìn thấy cái xe này rồi. Xe này có phải là người ta hay đứng ở trên này, xong rồi người ta cắt những cái cành cây ở trên cao, hoặc là những cái chú sửa điện ấy, chú ấy đứng ở trong đây, xe này nó sẽ đưa lên, thế là cứ sửa điện ở trên cao hoặc là cứu hộ những cái người nào bị mắc kẹt ở trên đấy cậu ơi. Đây này, ở dưới này này, nó có một cái bộ máy như kiểu máy cần cẩu ấy cậu ơi. Đây này, có hai nút này, có thể nâng lên, hạ xuống tùy theo độ cao đấy cậu ơi. Nhím ơi, cậu có ngửi thấy mùi gì không? Sẽ có khói bay qua đây nhỉ? Mùi khen khét cậu ạ. Hình như tớ cũng ngửi thấy mùi khét cậu ơi. Hình mùi như thế này hình như là có đám cháy ở đâu ấy. Đám cháy ở đâu rất gần đây các cậu ơi. Mà có cái tiếng gì kêu ấy cậu ơi. Mình chạy lại phía kia đi. Ui đây này cậu ơi. Một đám cháy cậu ơi. Đám cháy này to ơi to. Bên trong đám cháy có con gì nó đang kêu cứu ấy. Thế thì là thế nào giờ? Để tớ. Đây, phải như thế này thì đám cháy mới tắt được. Cậu quạt thế này thì đám cháy nó càng to hơn thôi. Mình phải tìm nước. Nước mới dập được đám cháy. Tìm nước à? Nước tới đây, nước tới đây. Ôi, mình chưa tắt cậu ơi. Nước tới đây, nước tới đây. Để tớ cuối cùng. Này thì như đám cháy còn to như thế này nhưng mà hết sạch nước rồi cậu ơi, không còn nước ở đâu nữa đâu. Làm thế nào bây giờ? Chắc mình phải gọi giúp đỡ thôi. Khói quá cậu ơi, đám cháy to quá. Chúng mình phải gọi xe gì đến để giúp đỡ thôi. Bình thường mà cháy như thế này thì phải gọi xe gì các cậu nhỉ? À, xe cứu thương. What? Phải xe cứu thương không?
Không, xe cứu thương là khi nào phải có người bị ốm, chẳng hạn như trong đám cháy kia có người bị bệnh ấy thì mình gọi xe cứu thương đi đến cùng. Nhưng mà đây mình phải dập đám cháy ra thì phải gọi xe cứu hỏa cậu ơi. Cứu hỏa thì là nó mang theo nước, nó mới phụt vào đấy, nó mới dập được tắt đám cháy. Số máy cứu hỏa là 114. Alo, chúng tôi cần một xe cứu hỏa đến ngay. Đây này, đám cháy ở đây này, xe cứu hỏa ơi. Đây đúng đây rồi, đây. Cậu này đây đi, chúng tôi cần giúp đỡ. Đây này, cậu phun nước vào cái đám cháy này đi. Ơ, xe cứu hỏa đang phun nước kìa. Yeah, thế là đám cháy được dập tắt rồi cậu ơi. Còn mình mau vào cứu cái bạn mắc kẹt ở trong đấy đi cậu ơi. Đây rồi, đây rồi. Ui, cháy to quá, cháy to quá cậu ơi. Wow, đây rồi, đây rồi. Wow. Tôi cứu được rồi đây cậu ơi. Đây là hóa cái gì đây? Là một con trâu cậu ơi. Ừ. Không phải con trâu đâu. Nó kêu. Con này nó kêu là bò bò à. Đây á, không phải là con trâu rồi. Con trâu nó phải máu đen cơ. Còn cái con màu vàng vàng như này, nó kêu o o. Thế là con gì nhỉ? Nó là con bò. À đúng rồi, con bò thì mới kêu bò bò đúng không? Đây hình như là con bò con cậu ạ. Nhìn này, người nó nhỏ nhỏ, xinh xinh mà lại còn đang đeo một cái lắc chuông màu hồng. Đúng rồi. Cậu biết vì sao con bò này phải đeo cái lắc chuông như thế này không? Để cho nó tránh bị đi lạc. Đúng rồi, để bạn ấy nhỡ may mà có đi xa tận đâu ấy thì cái chuông này vẫn kêu và mẹ cậu ý vẫn tìm thấy cậu đấy. Ui, may mà cái xe cứu hỏa nó đến kịp thời đấy. Nó phun nước vào làm cái đám cháy nó nhỏ đi. Thế là mình mới chạy vào mình cứu được bạn bò này. Chứ không á, có khi bạn này bây giờ thành món bò nướng rồi cậu ơi. Hôm nay may mà nhờ có mấy cái xe mà bọn mình làm được bao nhiêu việc tốt Trang ơi. Đầu tiên là cứu con cua của tớ, sau đấy bọn mình còn cứu được một con bò nữa. Đúng rồi đấy, làm được việc tốt như thế này thì chúng mình sẽ trở thành người tốt cậu ơi, đúng không? Nhưng mà cậu có nghe thấy tiếng của con gì kêu không? Ở phía đằng sau chân cậu kìa. Đằng sau tớ á? Hình như có tiếng của con gì kêu chip chip cậu ơi. Kêu cứu cậu ơi. Hình như nó ở dưới cái đống gỗ đây này. Ui. Ui. Nhưng mà nặng lắm cậu ơi, tớ không bê được. Làm thế nào bây giờ? Hình như nó bị mắc kẹt ở trong này này. Như thế này thì làm sao mà cứu được bạn đi ra? Hình như trong này là một con vịt ý mời. Tớ nghe thấy tiếng kêu. Đúng lắm. Ố, đây là chiếc xe gì vậy? Wow. Xe này tớ thấy nó có một cái móc ở trên kìa. Mà lại có cả mắt, có cả mồm này. Này, à, xe ơi, giúp đỡ bọn tớ nâng mấy cái khung gỗ này ra để cứu bạn bên trong này với. À, cậu ý bảo chúng mình lùi ra đi để cậu ý giúp đỡ. Được rồi, cậu nâng hộ bọn mình với. Cậu đã nâng hết được mọi thứ ra rồi, chúng mình vào cứu bạn vịt đi. Đây rồi, đây rồi. Wow, thì ra bạn vịt bị đè lên bởi mấy cái tấm gỗ nặng này. Đây, ra đây bọn tớ cứu nào. Ui rồi ôi, một bạn vịt con cậu ơi. Khổ thân, người lấm nem hết rồi đây này. Hình như là bạn này bạn bị đè trong đấy lâu rồi, người lấm nem hết cả rồi đây này. Mà cũng đói bụng rồi hay sao ấy, tớ thấy bạn ấy kêu nhiều lắm. Thế thì bọn mình mau mang bạn ấy về để cho bạn ấy ăn uống với cả tắm rửa đi. Here we go. Đây á, nó là một cái xe cần cẩu cậu ơi. Bởi vì cái này nó có thể vươn được cái cần này rất dài này. Lúc đầu á, cái cần nó thụt vào trong như này. Nhưng khi nào cần vươn dài, nó có thể kéo dài ra tận như này. Xong cái móc này nó sẽ hạ xuống để nó móc những cái đồ nặng lên cậu ạ. Ui, cậu ơi, cái xe cần cẩu này nó siêu mà nó mạnh thật đấy cậu ạ. Tớ nhìn thế này không nghĩ là cậu ấy có thể nhấc được tất cả các cái miếng gỗ như thế đâu. Hôm nay nhờ có sự giúp đỡ của ba chiếc xe này mà chúng mình đã làm được rất nhiều việc tốt đấy nhím ơi. Mà trong ba cái xe này cậu thích cái xe nào nhất? Trong những cái này ấy, tớ thích cái xe cứu hỏa nhất. Bởi vì sao? Bởi vì xe cứu hỏa nó có một cái bình nha. To ơi là to ạ. Đằng sau này có biết để làm gì không? Để chứa nước. Đúng rồi, để chứa nước đấy. Xong mang đến những cái đám cháy. Thế là phun vào những cái đám cháy để dập hết những cái đám cháy luôn. Còn tớ thì tớ thích nhất là cái xe gì đây? Xe cần cẩu. Bởi vì xe cần cẩu nó mạnh nhất cậu ơi.